hé lộ bí mật chấn động về hậu vận tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, từ 59 đến 61 tuổi, cấm 3 điều này, kẻo xui xẻo mạt vận, tránh được thì hưởng phước bình an, đại phú quý. Bính Ngọ số mạng tuổi này, số cùng với mạng lắm lần gian nan, có lúc nguy hiểm chẳng an, tưởng đâu chết hụt chết oan đã rồi, anh em gia đạo bất hòa, đi xa thương nhớ về nhà chẳng yên. Tiền vận vất vả lao đao, trở về hậu vận mới nhàn tấm thân, tuổi này cũng có tánh linh, nghi đâu chúng đó thiệt tình chẳng sai, số này tướng mạng lớn thay, quyền hành chấp trưởng lo thay cho người. Vâng, thưa quý cô bác tuổi Bính Ngọ, người xưa nói rằng, đời người như một ván cờ, thắng hay bại đều do bản thân của mỗi người, mỗi một nước đi một chiêu thức, đều giống như những thăng trầm của cuộc đời, đừng để đến khi bắt đầu cuộc chơi, bạn mới cảm thấy hối hận vì không biết phải chơi như thế nào. Vì vậy, việc biết trước tương lai để đón lành tránh dữ là mong muốn của nhiều người để bước đi vững vàng, vận mệnh có thể nắm trong tay. Đặc biệt là tuổi Bính Ngọ đã trải qua 60 năm cuộc đời, quãng đời còn lại là vô cùng quý giá, nên đừng lãng phí vào những sự việc không đáng và con người không đáng. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý vị cùng các bạn vận trình tử vi người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, từ năm 59 tuổi đến 61 tuổi. Liệu rằng đây có phải là giai đoạn gặt hái hoa thơm trái ngọt, cuộc đời công thành danh toại, phú quý đủ đầy, quyền cao chức trọng, người người nghiêng mình kính nể? Liệu rằng con giáp này có được an nhàn bình an, hưởng phúc bên gia đình thân yêu hay không? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết ngay sau đây. Đời người dài ngắn trăm năm, 20 sống với thanh xuân cuộc đời, 30 sự nghiệp xây rồi, 40 trí tuệ lên ngôi vững vàng, 50 chưa hẳn an nhàn, 60 độ tuổi bền gan vững lòng, điềm nhiên khoáng đạt thong dong. Chát chua thấu hiểu cay nồng cũng qua, trải bao gió táp mưa xa, làm trai đứng giữa phong ba cuộc đời, chẳng còn bất định nổi trôi, chẳng còn trông ngóng đứng ngồi không yên. Xét về số mệnh của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, cả một đời đều đang bận rộn, mệt mỏi bôn ba, dù cho vất vả bao nhiêu, sau cùng đương sự thấy vẫn có rất nhiều việc không thể hoàn thành được. Bính Ngọ cả một đời đều đang tàn tiện tích cóp dành dụm, sau cùng dù cho rè sẻn bao nhiêu tiền bạc vẫn không bao giờ thấy đủ. Bính Ngọ cả một đời đều đang chịu đựng nhường nhịn sợ hãi, nhưng dù cho cẩn thận thế nào, mệnh chủ vẫn đắc tội với không ít người. Những người sinh vào năm Bính Ngọ sẽ may mắn có được sức khỏe dẻo dai, ít mắc phải bệnh tật, họ luôn có ý thức giữ gìn sức khỏe, rèn luyện thân thể mỗi ngày bằng cách tham gia hoạt động thể thao. Bên cạnh đó, họ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để tránh làm việc quá sức mà gây ra ảnh hưởng xấu tới bản thân, không những có cơ thể khỏe khoắn. Những người tuổi Bính Ngọ còn sở hữu sức mạnh tinh thần kiên cường, với ý chí tiến thủ mạnh mẽ, họ có thể học tập ngày đêm không biết mệt mỏi. Họ rất tự tin với khả năng của bản thân nên thường xuyên đặt ra những mục tiêu rất cao trong cuộc sống, họ sẽ nỗ lực đạt được kết quả mỹ mãn trong thời gian ngắn nhất. Người ta luôn cảm nhận được sự thẳng thắn chính trực ở những người tuổi Bính Ngọ, họ luôn thể hiện những suy nghĩ của bản thân, chứ ít khi giữ kín trong lòng, đôi khi những lời nói quá mức thành thật của họ lại vô tình khiến người khác tổn thương. Họ là con người sống một cách quang minh lỗi lạc, chính vì thế họ luôn có ác cảm với những người xảo trá danh mãnh. Trong mắt bạn bè, họ là người phóng khoáng vô tư, không bao giờ tính toán, so đo với người khác vì những điều nhỏ nhặt. Bầu không khí xung quanh người tuổi Bính Ngọ lúc nào cũng tràn đầy sự vui vẻ lạc quan, khiếu hài hước duyên dáng của họ có thể khiến mọi người xung quanh tươi cười sảng khoái. Những người tuổi này thích thể hiện tài năng của bản thân trước đám đông, họ cảm thấy thỏa mãn khi nhận được sự chú ý và ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Tài giao tiếp của người tuổi Bính Ngọ cũng được đánh giá khá cao vì họ khá hoạt ngôn và có tài đối đáp. Bên cạnh đó, họ cũng biết cách chăm chút cho vẻ ngoài, luôn lịch sự chỉn chu nên lại càng dễ tạo thiện cảm với người khác. Cuộc sống ung dung tự tại chính là điều mà những người tuổi Bính Ngọ luôn khát khao. Khi còn trẻ, họ thích dành thời gian để thăm thú khắp nơi trên thế giới và trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ muốn được đắm chìm trong thiên nhiên mà không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì. Những công việc tẻ nhạt có thể khiến họ cảm thấy căng thẳng, thay vào đó, họ sẽ cảm thấy thích thú với những công việc có tính chất linh động luôn thay đổi. Người tuổi Bính Ngọ có khả năng thích nghi nhanh trong mọi tình huống, với tài ứng biến nhanh lẹ, giúp họ có thể giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng. Hơn thế nữa, tinh thần độc lập của những người tuổi này rất cao, lòng tự trọng không cho phép họ dựa dẫm vào người khác, mà phải cố gắng tự lực cánh sinh trong những tình huống khó khăn. Chính vì thế, từ khi còn trẻ, họ đã có kinh nghiệm sống dày dặn. Người tuổi Bính Ngọ luôn bị thu hút bởi những điều mới mẻ độc đáo, họ sẵn sàng bỏ dở kế hoạch đang làm để bắt đầu theo đuổi một ý tưởng nghe có vẻ thú vị hơn.
Chính vì thế, họ sẽ liên tục thay đổi chí hướng và lý tưởng của bản thân. Thế nhưng, họ dễ nảy sinh đam mê, nhưng cũng nhanh chóng từ bỏ ý định vì chán nản, tính cách cả thèm trong chán. Sẽ khiến họ lãng phí thời gian quý báu mà không đạt được bất cứ mục tiêu nào cả. Nếu không cố gắng kiên trì theo đuổi một mục tiêu, thì cả đời này họ sẽ không bao giờ có được thành công đích thực. Tâm lý của những người tuổi Bính Ngọ rất dễ bị kích động bởi sự nóng giận. Vì có lòng tự ái cao, thái độ của họ sẽ trở nên cáu gắt nếu có ai dám xúc phạm họ. Những người này tuy hay giận dỗi, nhưng cũng hay quên. Họ không thích kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, mà sẽ thể hiện ra ngoài qua những lời nói và hành động gay gắt. Nếu không cố gắng kiềm chế cảm xúc quá khích của bản thân, những hành động nóng nảy của họ sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Vậy, với những tính cách này, sẽ ảnh hưởng thế nào tới sự nghiệp, tài lộc của tuổi Bính Ngọ trong 3 năm tới? Hầu hết những người sinh tuổi Bính Ngọ đều thông minh hóm hỉnh, đồng thời có giác quan thứ 6 nhạy bén. Trong công việc, bạn là người bền gan vững chí và không sợ ngại khó ngại khổ. Trước mỗi khó khăn thử thách, con giáp này không ngừng phấn đấu vươn lên. Bạn luôn kiên trì với những mục tiêu của mình, nên thành công là điều sớm muộn. Và trong thời gian 3 năm tới đây, người tuổi Bính Ngọ sẽ có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hưng thịnh dồi dào. Bởi đây là thời kỳ mà vận khí của con giáp tuổi Bính Ngọ đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng. Trong công việc, mệnh chủ có tư duy sáng tạo, phương pháp làm việc linh hoạt hơn hẳn, làm gì cũng xông xáo để thể hiện tài năng. Bên cạnh đó, lại gặp được bạn hiền, có quý nhân ở bên, khó khăn trong công việc nhanh chóng được tháo gỡ. Dù trước đó những chú ngựa đã phải nếm trải gian nan thử thách, thì tất cả những khó khăn ấy chỉ càng tô điểm cho thành quả ngọt ngào của bạn trong tương lai. Vậy nên, đừng vội nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng nhé. Đặc biệt, đường tài vận của những người tuổi này đã có sự chuyển biến tích cực. Bạn sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt. Tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tính cách của con giáp này cũng trở nên lạc quan, suy nghĩ tích cực và thông thoáng hơn rất nhiều. Dù trước đó bạn đã gặp nhiều khó khăn, nhưng không né tránh mà sẵn sàng đương đầu hạ quyết tâm xử lý triệt để. Quý bạn tuổi Bính Ngọ có biết không, người giàu thường dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn, bí quyết nằm ở 5 điều này. Tư duy và lối sống của một người sẽ quyết định họ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày. Thật vậy, tư duy kiếm tiền của một người sẽ quyết định người đó trở thành người nghèo hay người giàu. Một khi bạn có tư duy giàu có của người giàu, thì thành công đối với bạn chỉ là vấn đề thời gian. Về vấn đề này, có 5 tư duy kiếm tiền mà không phải ai cũng biết, càng không có gì lạ khi người giàu ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Đầu tiên, đầu tư thật nhiều các lĩnh vực khác nhau. Trong quá trình tích lũy tài sản, người giàu thường có thói quen kiểm kê vốn mà bản thân đang có. Họ luôn hạn chế việc để tiền nhàn rỗi trong ngân hàng, mà thay vào đó, đầu tư thật nhiều các lĩnh vực khác nhau. Người giàu sẽ nghiên cứu tìm hiểu các phương án đầu tư khác nhau. Họ chấp nhận rủi ro và đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, quỹ xã hội hay các công ty mới thành lập. Thậm chí nếu không đủ vốn lưu động, họ sẵn sàng vay các khoản vay tài chính để thực hiện hoạt động đầu tư. Còn với người bình thường, họ luôn lo lắng nhìn trước ngó sau, tính toán kỹ càng, thậm chí là bỏ lỡ cơ hội để cuối cùng không đạt được thành tích hay học hỏi được điều gì. Bên cạnh đó, có rất nhiều người chi tiêu hoang phí, họ sẵn sàng bỏ tiền ra để tận hưởng, mua những đồ xa xỉ mà họ thích, vô tình bỏ qua tầm quan trọng của việc đầu tư tài chính. Thứ hai, duy trì tốt các mối quan hệ cá nhân. Lý do người giàu có sẽ càng giàu hơn là ở các mối quan hệ. Trong quá trình tích lũy tài sản, họ luôn cố gắng xây dựng các mối quan hệ cá nhân với mọi người. Trong nhiều lĩnh vực khác nhau và các mối quan hệ cá nhân sẽ giúp họ có nhiều cơ hội tốt để phát triển. Họ sẽ thu thập được nhiều thông tin từ nhiều nguồn, đồng thời họ học hỏi và giao tiếp với những người có năng lực hơn mình, từ đó sớm hoàn thiện bản thân. Thứ ba, nắm vững cách sử dụng thời gian. Những người giàu có là những người biết tiếc thời gian, họ quý trọng từng phút, từng giây trong ngày. Họ sẽ lên lịch trình và thời gian biểu cụ thể trong ngày, luôn biết bản thân nên làm gì và nắm vững cách sử dụng thời gian, sao cho hiệu quả nhất. Thường những lúc rảnh, họ sẽ đọc sách cách để trau dồi kiến thức hoặc tiến hành các buổi gặp gỡ nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Thứ tư, tư duy logic trong mọi vấn đề. Những người giàu có, họ sẽ nhìn nhận vấn đề một cách logic rõ ràng và không cẩu thả khi đưa ra quyết định. Họ luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của mọi người trong các tình huống cụ thể và sẵn sàng cho những thử thách mới. Người có tư duy logic thường đạt được những thành tựu vượt trội trong công việc và cuộc sống. Một số biểu hiện của người có tư duy logic đó là tập trung cao độ, làm việc theo cách riêng, thường xuyên tranh luận và đặt câu hỏi, có tính kỷ luật cao,
giao tiếp hiệu quả, có tính sáng tạo. Tóm lại, tư duy logic không thể tự có, nó cần một quá trình học tập rèn luyện không ngừng. Nếu bạn muốn trở thành người có tư duy logic, để đạt được thành công vượt trội trong cuộc sống, thì bạn cần lên kế hoạch thực hiện ngay lập tức. Thứ năm, đa dạng danh mục đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Sở dĩ người giàu có thể kiếm tiền nhanh là vì họ đầu tư vào nhiều lĩnh vực mà người bình thường không dám thực hiện, vì biết tận dụng các đòn bẩy tài chính từ các quỹ đầu tư và có phương án triển khai rõ ràng, nên họ nhanh chóng đẩy sự giàu có của mình lên một giai đoạn khác. Tóm lại, người giàu có dám đầu tư mạnh tay và chấp nhận rủi ro cao, tuy xông xáo không phải lúc nào cũng thành công, nhưng chắc chắn sẽ không mãi nghèo. Nếu bạn muốn sớm đạt được thành tựu lớn, sở hữu khối tài sản cách xù, thì cần cố gắng không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân, đầu tư cho tri thức, mở rộng các mối quan hệ, biết quý trọng thời gian và tận dụng tốt các đòn bẩy để từng bước tiến bộ. Về đời sống tình cảm, trong 3 năm tới, đánh dấu thời điểm ý nghĩa đặc biệt cho bạn. Đây là lúc gặp nhiều thuận lợi, may mắn trong đời sống tình cảm. Nếu đã kết hôn, bạn sẽ có một giai đoạn vợ chồng ấm êm, tình cảm mặn nồng, quan hệ vợ chồng được củng cố do đối tác hết lòng hỗ trợ bạn, do đó đem đến cho bạn sự ổn định và đam mê. Tuổi Bến Ngọ trong thời điểm này có cuộc sống gia đạo bình yên hòa thuận và con cháu hiếu thảo. 3 năm tới, những đứa con người cháu xa quê sẽ quay về quê hương đoàn tụ với gia đình. Đây là dịp gia đình quây quần bên nhau và rộn rã tiếng cười sau những năm tháng chia cách. Thêm vào đó, người tuổi 1966 sẽ có cơ hội gặp lại những người bạn tri kỷ đã lâu không gặp. Cuộc tái ngộ này vô cùng ý nghĩa với Bính Ngọ, khơi lại những kỷ niệm tươi đẹp đáng nhớ. Tuổi Bính Ngọ tương hợp nhất với tuổi Tuất và tuổi Dần, những người trong nhóm tam hợp này sẽ có mối quan hệ rất tốt, kể cả trong quan hệ hôn nhân hay làm ăn, cùng nhau họ sẽ tận hưởng thành công, hạnh phúc thịnh vượng. Trong khi đó, tuổi Bính Ngọ không tương hợp với tuổi Tý, Mão, Dậu, cả hai phía có thể xảy ra mâu thuẫn liên tiếp, dường như họ không bao giờ có được điểm chung trong mọi vấn đề và gần như không thể có mối quan hệ lâu dài. Về sức khỏe, 3 năm tới, những người tuổi Bính Ngọ nhìn chung có một trạng thái sức khỏe tích cực, họ năng động, việc vận động liên tục sẽ giúp họ giữ được vóc dáng và chống lại bệnh tật có thể xâm nhập. Giai đoạn này, các vấn đề sức khỏe đối với người tuổi Bính Ngọ thường xảy ra do không để ý đến các tín hiệu từ chính cơ thể mình gửi đến. Cần có chế độ ăn uống, tập luyện khoa học hơn để bảo vệ bản thân được tốt nhất. Các cơ quan nhạy cảm nhất đối với người tuổi Bính Ngọ là dạ dày, huyết áp hoặc vấn đề về thần kinh. Vì thế, các bài tập giúp giải tỏa hệ thần kinh rất có lợi đối với bạn. Bên cạnh đó, Bính Ngọ cũng cần cẩn trọng trong mọi hành động, chú ý an toàn là trên hết. Ngoài ra cũng không nên chủ quan mà làm việc hay vận động quá sức, hãy nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ, tiếp sức cho chặng đường tiếp theo. Đường đời giống như bàn cờ, đã xuất cờ là không thể rút lại, một bước sai một phút bất cẩn có thể hỏng cả ván cờ. Vì vậy sống ở đời, cái gì nên thận trọng, hãy thận trọng, đặc biệt phải tránh ba đại kỵ này. Cuộc sống là những chuyến đi, hãy sống thật tốt và đừng để những điều nhỏ nhặt không đáng có làm cản trở bản thân. Nếu tránh được ba đại kỵ này, bạn có thể sống trong những năm tháng đằng đẵng của cuộc đời này một cách thoải mái, thảnh thơi và vô tư. Điều cấm kỵ thứ nhất, họa từ miệng. Người xưa vẫn thường nói, họa từ miệng mà ra, con người ta mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học im lặng. Tu khẩu đức thực ra là tu tính khí của bản thân. Khẩu đức có tốt, vận thế mới hanh thông, vận thế hanh thông mới không phải đi đường vòng, thành tựu nhờ đó mà có được dễ dàng thuận lợi. Trong cuốn Mặc Tử có ghi chép rằng, học trò của Mặc Tử từng hỏi ông, nói nhiều có lợi không? Mặc Tử trả lời, ếch nhái kêu suốt ngày đêm, kêu nhiều đến mức mỏi miệng, nhưng nào có ai nghe chúng kêu. Sáng sớm nay nhìn thấy, một con gà trống, mặt trời vừa ló dạng, nó liền cất tiếng gáy, cả thiên hạ chấn động, người người lục đục trở dậy. Vậy kêu nhiều, nói nhiều có gì tốt đẹp, chỉ vào những lúc hợp lý nhất, ta cất tiếng nói, như vậy lời nói mới có tác dụng mà thôi. Ví dụ, Mạc Tử đưa ra nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống không nên nói nhiều, những người biết nói chuyện, những người thông minh sẽ chỉ nói những lời thích hợp vào những lúc phù hợp. Thứ mà con người thể hiện trước mặt người khác nhiều nhất chính là ngôn từ và hành động, đặc biệt là ngôn từ. Vì thế, lời nói một khi đã nói ra, cần phải thận trọng. Những người nói năng khinh suất luôn phải đối mặt với sự chỉ trích và xấu hổ. Cuồng ngôn cũng sẽ gây ra sự khó chịu cho đối phương, gây ra thù hận và dễ rước họa vào người. Hãy ngẫm lại những lời mình đã nói và suy nghĩ thật kỹ cho những gì đang nói. Đừng để những lời mình chuẩn bị nói ra khiến người khác mất hứng, khó chịu hay thậm chí là nổi giận, gây thù chuốc oán. Đừng quên rằng,
mỗi người chúng ta đều cần cân nhắc tới sức ảnh hưởng của lời nói. Mỗi một câu nói ra, dù tử tế hay ác độc, cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời chính bạn. Điều cấm kỵ thứ hai, họa từ lòng tham. Cổ nhân thường nói, lòng tham giống như ngọn lửa, nếu không được dập tắt kịp thời, sẽ cháy rụi cả cánh rừng. Lòng tham cũng giống như nước, nếu không được khống chế kịp thời, nước mạnh thành cơn lũ và sẽ phá tan mọi thứ cản đường nó. Trong cuộc sống, đa số chúng ta theo đuổi thành công và địa vị chỉ để đạt được danh tiếng và sự công nhận từ mọi người xung quanh. Điều này không có gì sai cả, tuy nhiên, nhiều người lại đảo ngược thứ tự của những mục tiêu này. Trên thực tế, thành công nên lấy tu dưỡng bản thân là mục tiêu trước nhất, chứ không phải danh vọng hay tiếng tăm. Đừng nghĩ càng nhiều càng tốt, lúc nào cũng đúng. Chính điều này đã khiến nhiều người lầm đường lạc lối. Thậm chí, đi tới đường cùng không thể quay đầu lại. Bạn biết đấy, tham vọng của con người là không đáy. Nếu không kiểm soát thì chỉ có thể khiến lòng tham ngày càng lớn, cuối cùng nuốt chửng mọi thứ kể cả chính chúng ta. Giáo sư Đại học Sư phạm Bắc Kinh tại Trung Quốc, nhà văn Du Đan từng nói, 99% người trên thế giới đều tham lam vì những khoản tiền nhỏ và chịu tổn thất lớn. Trong khi những người chiến thắng thường đến từ 1% còn lại, không có gì miễn phí trên thế giới. Tất cả món quà đều được hoàn trả bằng cách này hoặc cách khác, không tìm kiếm lợi nhuận nhỏ, không tham lam là một loại tu luyện vì tương lai bản thân. Điều cấm kỵ thứ ba, lòng tốt vô tội vạ, rước họa vào thân. Lòng tốt là bản chất của mỗi người, giúp đỡ người khác cũng là một việc tốt cần phải phát huy, nhưng chúng ta không thể giúp đỡ người khác vô tội vạ. Có câu, chi nhân chi diện bất chi tâm, lòng người khó đoán, biết mặt nhưng không thể biết lòng biết dạ, thế nên đừng bừa bãi dành lòng tốt của mình cho người khác. Trên đời này, không phải sự hào phóng nào của bạn cũng có thể đổi lấy lòng biết ơn của người khác, như câu chuyện về người nông dân và con rắn. Một người nông dân quá tốt bụng, đến mức không chịu lắng nghe người khác, cuối cùng lại bị chính con rắn do mình cứu lấy cắn chết. Trong cuộc sống, đối với những người không biết ơn thì không xứng đáng để bạn để tâm và cố gắng giúp đỡ họ. Sẽ là khôn ngoan nếu lòng tốt được đặt đúng chỗ, biết giúp đỡ người một cách có trí tuệ. Bạn có biết tháng sinh có thể quyết định vận mệnh con người không? Cùng xem vận mệnh người tuổi Bính Ngọ theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé. 1. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng Giêng. Xem vận mệnh người tuổi Bính Ngọ theo tháng sinh âm lịch, tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân, không khí tràn đầy năng lượng, sinh khí dồi dào. Nên người tuổi Bính Ngọ sinh vào thời điểm này trong năm cũng được hưởng lây nhiều điều tốt đẹp. Họ sống lạc quan phóng khoáng, thích kết giao bạn bè, giỏi xã giao. Người tuổi này sinh vào tháng 1 âm, may mắn được lục thân tương trợ, lại thêm quý nhân luôn ở sát bên dẫn đường chỉ lối, nên cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của người này lại nằm ở chỗ, tuy tính tình cương trực nhưng có phần hơi bảo thủ, an phận thủ thường, không có chí cầu tiến, không ham học hỏi, họ dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có, cũng dễ dàng chấp nhận những quy tắc, quy định được đặt ra. Song về cơ bản thì người này vẫn có phúc khí đủ đầy, cuộc sống sung túc, niềm vui lớn nhất của họ chính là được thoải mái, tự do kết bạn và có bạn bè khắp tứ phương. 2. Người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Chập, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng này là người chú trọng hình thức, thích sạch sẽ, gọn gàng, sống thanh cảnh khiêm nhường. Họ là người thông minh hoạt bát, khoan dung độ lượng, song không thích bị bó buộc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với họ, tự do là điều thiêng liêng, là thứ họ luôn hướng tới, tâm tính cũng có phần bất cần, thích gì làm đấy. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 2 âm, may mắn được hưởng phúc phần tổ tiên để lại, được cha mẹ nâng đỡ khá nhiều, tuy vậy, họ vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng như phải đối mặt với nhiều tai họa khó lường, song may là không quá nguy hiểm, đến phút cuối vẫn có thể hóa nguy thành an, nhờ được quý nhân tương trợ, vận thế cuộc đời nhiều biến động, lên xuống thất thường. 3. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 3 âm lịch. Trong năm tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 3 âm là người được phúc âm bảo hộ, thiên tư thông minh, đĩnh ngộ, có tài văn chương, cũng giỏi tài thao lược. Chú ngựa này tính tình thẳng thắn trung thực, lòng dạ bao la, có nhiều tham vọng và lý tưởng trong đời, mơ ước cao xa, song người tuổi Bính Ngọ luôn cố gắng hết sức mình để biến ước mơ thành hiện thực, dù thành công nhưng không khoa trương, không kiêu căng, được nhiều người ngưỡng mộ, danh tiếng vang khắp gần xa. Trong đời họ có nhiều quý nhân, ở nhà có tiền bối, gia phụ chỉ giáo, ra ngoài có quý nhân tương trợ, cuộc đời người này không phải trải qua đại nạn, làm chuyện gì cũng dễ dàng thuận lợi, đường nhân duyên tốt, có tài xã giao, khiến người khác tin tưởng vào bản thân. 4. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 4 âm lịch.
Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết tiểu hạ trong năm, người tuổi Bính Ngọ sinh vào thời điểm này khá vất vả, cuộc đời lận đận vất vả, phải chịu nhiều trắc trở khó khăn, họ không có sự nghiệp thành công lẫy lừng, nhưng bù lại, giữ được bình an. Dù gặp nhiều cản trở, nhưng không vì thế mà họ nản lòng, ngược lại càng thêm quyết tâm, giữ cho mình lòng nhiệt tình và ý chí kiên cường, mọi thứ mà họ có được trong đời đều do chính mình làm ra, chứ không nhờ cậy được ai. Đứng trước khó khăn họ tự động viên bản thân, dũng cảm vượt qua, tự lực cánh sinh, chiến đấu một mình, nhờ thế mà cũng không ít lần gặp dữ hóa lành, giành lấy những gì mình muốn. Nam mệnh, nữ mệnh tuổi Bính Ngọ sinh tháng tư âm, rất giỏi kiếm tiền, chỉ hiểm không biết cách giữ tiền, tiền vào nhiều mà ra cũng nhiều, thu nhập lên xuống thất thường, không có tích lũy tiết kiệm gì cho bản thân. Không có người thân giúp đỡ, người này phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần, những điều đó rèn giũa cho họ ý chí sắt đá hơn người, tâm tĩnh như nước. Chẳng vì hiểm nguy trước mắt mà dao động, nếu biết tận dụng nắm bắt thời cơ thì có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình. 5. Người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang chủng, người tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 5 âm, phải chịu trăm ngàn điều cực khổ đắng cay trong đời. Phúc phận mỏng manh, không được cha mẹ quý nhân phù trợ, tất cả những điều họ có được trong đời đều là nhờ vào tài trí cũng như sự nỗ lực của bản thân mà có. Tiền vận bôn ba vất vả ngược xuôi để gây dựng cơ nghiệp, cũng chính vì thế mà lỡ dở lương duyên, mặc dù tâm động tình từ khi rất sớm, nhưng họ thường kết hôn khá muộn, quan hệ vợ chồng khá tốt, hai người chung sống hòa thuận hạnh phúc, bạn bè khác giới không ít, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm hôn nhân. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 5 âm, hoàn toàn có thể có được sự nghiệp rực rỡ huy hoàng, tuy nhiên tiền đề là họ phải chấp nhận đổ nhiều mồ hôi nước mắt, cố gắng hết sức mình, dù thất bại cũng không nản lòng, hậu vận tốt đẹp, cuộc sống an khang hạnh phúc, con cháu đầy đàn. 6. Người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết tiểu thử trong năm, tử vi báo mệnh, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 6 âm, cả đời vất vả, nhưng chẳng bao giờ chạm đến ngưỡng đại phú đại quý. Người này tính cách không nhu không cương, sống có trách nhiệm, chẳng bao giờ vì vất vả mà than thân trách phận, họ kiên trì làm tới cùng những việc đã quyết định. Tuy nhiên, gia vận phúc mỏng, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng này thường phải sống cảnh ly tán, không được ở gần gia đình anh em. Họ gặp khá nhiều trở ngại trên con đường lập nghiệp, thời gian đầu thất bại liên miên, tổ nghiệp chẳng còn là bao, phá sản tan tành, bản mệnh phải tự tay làm nên cơ nghiệp. Đến năm 35-36 tuổi mới thành đạt rảnh rang, năm 40 tuổi có nhiều dự định mới mẻ, ngoài 50 tuổi mới dần ổn định, không phải vất vả lo lắng nhiều. 7. Người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu, tiết trời không nóng không lạnh, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng này thông minh hơn người, khả năng lĩnh ngộ tốt, học một biết 10. Cuộc đời người này khá suôn sẻ, không phải trải qua kiếp nạn gì lớn, họ luôn khao khát hướng đến thành công, khí chất cao nhã, có sức hút mãnh liệt, lại thêm tinh thần ý chí dồi dào. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 7 âm, nhờ thế mà dễ dàng dùng tài năng của mình để hưng gia vượng nghiệp, tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống, thêm quý nhân trợ lực, bản mệnh phát huy hết mức tài năng của bản thân để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, trong hành trình vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân đeo bám, họa khẩu thiệt thị phi, tranh đoạt lợi danh rất rõ, dễ vướng phải họa quan tụng. 8. Người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 8 âm lịch. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 8 âm chính là tiết bạch lộ trong năm, có trí tuệ hơn người, văn võ song toàn, hiếm ai so kịp, họ thông minh lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có chí khí, trọng nghĩa trọng tình. Nhờ quý nhân ở bên dẫn đường chỉ lối, cộng thêm bản mệnh nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống, cũng như công việc. Cuộc đời không phải trải qua sóng to gió cả, là người có phúc phận, phúc thọ song toàn, tài đức đủ đầy, được nhiều người yêu mến và kính trọng, cũng được cấp trên tin cậy, đào tạo làm tầng lớp kế cận. 9. Người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 9 âm. Tháng 9 âm trong năm là tiết hàn lộ, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 9 âm cả trí thông minh và năng lực bản thân đều đạt mức xuất sắc hiếm có, là bậc kỳ tài trời sinh, nếu biết hướng đến mục tiêu cao đẹp thì hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh. Cuộc đời của họ khá bình thường, bản thân chú ngựa này cũng không có ý chí, lý tưởng gì to lớn, chỉ muốn bình an qua một ngày, không mong chờ cầu tiến. Họ có tài nhưng không muốn nỗ lực cố gắng nhiều, không có mục tiêu phấn đấu. Người này cả đời không quyền không thế, chỉ muốn tìm cây cao bóng cả để tựa nhờ, dù có công việc ổn định nhưng tài lộc không nhiều, hễ gặp khó khăn là dễ dàng thoái chí. Tuy nhiên, nếu biết xác định phương hướng phấn đấu cho mình, nỗ lực không ngừng,
phát huy hết tài năng của bản thân thì tiền đồ vô lượng, thành công nhiều không kể xiết. 10. Người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi và tiết lập đông, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng này đều mang mệnh anh hùng hào kiệt, thời trai trẻ họ phải trải qua khá nhiều gian nan vất vả nhưng đều có thể vượt qua. Cuộc đời người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 10 âm đan xen giữa may mắn và xui xẻo, hạnh phúc và khó khăn, không được người thân che chở, cũng chẳng có quý nhân nâng đỡ, mọi chuyện đều phải dựa vào chính sức mình. May nhờ ý chí kiên cường, nghị lực sắt đá, lại tài năng hơn người, nên con giáp này không phải nếm trải quá nhiều thất bại, họ là hình mẫu điển hình của người tay trắng làm nên cơ nghiệp. Trung vận may gặp quý nhân, hậu vận hưởng phúc thái bình, từ trung vận trở đi, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 10 âm vận trình tăng tiến, phú quý phát đạt, thành công rực rỡ. 11. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 11 âm. Tháng 11 âm trong năm là tiết đại tuyết, vận mệnh người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 11 âm cũng như nhuốm màu băng tuyết, khó có được sức sống của mùa xuân, họ phải bôn ba xuôi ngược, không được người thân giúp đỡ, cũng chẳng có tổ nghiệp tương trợ. Người này tính tình hòa nhã trung thực, tiền vận gặp nhiều rắc rối đa đoan, lúc nó cũng hẩm hiu đơn thương độc mã, tới năm 28, 29 tuổi, vận thế mới dần tốt lên. Năm 35, 36 đến năm 40 tuổi, vận khí vượng khai, xuân về hoa nở, thành công rực rỡ, đó là nhờ họ không nản lòng trước hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hết mình để thay đổi hiện tại mà có được. Ban đầu vị trí xã hội tuy nhỏ, nhưng về sau có thể làm nên chuyện lớn, gây dựng lại tổ nghiệp lẫy lừng, như cây khô gặp mùa xuân đâm chồi nảy lộc. 12. Người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hàn, cuộc sống của người tuổi Bính Ngọ sinh tháng này, nhiều chuyện phải lo phiền, tuy nhiên cũng may gia đình hòa mục, thời trẻ lại chăm chỉ học hành, nên ra ngoài được nhiều người nể phục, tài năng có được cũng là nhờ rèn giũa, tư chất thông minh, lại thêm có công giũa mài đèn sách, nên càng thêm giỏi giang. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 12, có ý chí nghị lực phi thường, luôn cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, không ngại khó ngại khổ, không sợ gian nan, không sợ thất bại, dù chưa thể lập tức thuận buồm xuôi gió làm nên cơ nghiệp mà phải chịu nhiều khó khăn vất vả. Nhưng người này cuối cùng sẽ có được cuộc sống an lạc thành quả to lớn, hậu vận có phúc có lộc, con cháu đầy đàn. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Bính Ngọ. Thông thường khi biết mình bệnh, chúng ta thường để tâm lý tiêu cực phát sinh, bản năng sinh tồn thôi thúc con người muốn sống, nên không bằng lòng khi bệnh đến tới mình, thế là tinh thần suy sụp, sợ hãi nảy sinh. Người nào có tâm lý như thế, có nghĩa là đang góp phần đáng kể vào việc hủy hoại thân thể mình và làm cho bệnh càng trầm trọng. Mặc dù có sự can thiệp của các phương pháp trị liệu, rất nhiều chứng bệnh và cơn đau phát sinh do tâm lý căng thẳng. Các bệnh về tim mạch, huyết áp, dạ dày đều có liên quan đến tình trạng rối loạn tâm lý không ổn định và mất thăng bằng, là một trong những nguyên nhân rất dễ đưa tới rối loạn các quá trình trao đổi chất trong cơ thể và gây nên bệnh. Do vậy khi chúng ta bệnh, chúng ta cần nhận ra rằng đây là cách mà cơ thể báo cho mình biết rằng tâm trí cần nghỉ ngơi nhiều hơn và học cách chuyển hóa căng thẳng hiệu quả hơn. Làm như vậy là giúp cơ thể nhanh lành bệnh và phòng bệnh về sau một cách hiệu quả. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và ủng hộ của quý bạn. Hy vọng những thông tin và nội dung mà chúng tôi chia sẻ đã đem lại giá trị cho quý vị trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn trong những chương trình lần sau.